Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và kéo dài, đã làm cho một số diện tích lúa, rau màu, cây ăn quả bị ngập úng cục bộ. Theo tổng hợp báo cáo nhanh, ngày 12 tháng 8 năm 2022 của các huyện thị xã thành phố, toàn tỉnh có khoảng 1.730 ha rau màu, lúa, cây ăn quả bị ngập úng, trong đó diện tích lúa là 560 ha, cây ăn quả là 830 ha, rau màu, hoa cây cảnh là 340 ha. Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã huy động hết công suất các trạm bơm tiêu để tiêu nước. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra đối với sản xuất nông nghiệp, các địa phương cần tập trung kiểm tra khơi thông dòng chảy. Tiếp tục vận hành các trạm bơm tiêu thoát nước cho những diện tích cây trồng còn bị ngập úng. Đối với diện tích lúa bị ngập úng, phải tiêu thoát nước thật nhanh, đảm bảo mực nước ruộng từ 3 đến 5 cm đối với ruộng lúa đang đẻ nhánh, 5 đến 7 cm đối với ruộng lúa đã đứng cái để cây lúa làm đồng được thuận lợi. Đối với cây ăn quả, chủ động thu hoạch những diện tích nhãn đã chín hoặc sắp chín nếu cây bị ngập úng để cây hồi phục nhanh. Phải gạn tháo ngay, không để nước đọng vũng quanh gốc cây nhãn, cây ăn quả có múi, chuối và các loại cây ăn quả khác, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây và chất lượng quả.